Xin kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Vấn đề Quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin được kính chào chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế, nhà báo Danh Đức ạ. Chúng tôi cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào cô, kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi có mời ông đến tham gia để có thể giúp cho quý khán giả của chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về quyết định của Philippines, theo đó chấm dứt thỏa thuận lực lượng thăm viếng VFA với Mỹ, trong khi các sự kiện vẫn đang diễn ra và VFA chỉ là một phần của mối quan hệ rộng lớn hơn giữa hai quốc gia, bao gồm không chỉ liên kết an ninh mà còn liên kết kinh tế và dân sự. Chúng tôi cho rằng là việc làm rõ ý nghĩa thực sự của sự kết thúc VFA đối với Liên minh Mỹ-Philippines đối với từng nước trong liên minh và cho khu vực rộng lớn hơn là cần thiết trong bối cảnh tình hình khu vực mà chúng ta đang sống khá là phức tạp. Thế nhưng trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ được mời nhà báo Danh Đức cũng như quý khán giả hãy cùng đến với quyết định của Philippines. Trong hơn nửa thế kỷ này, Mỹ là đồng minh quân sự của Philippines, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte đang tìm cách chấm dứt thỏa thuận là trung tâm của liên minh này. Khoảng 300 cuộc tập trận quân sự chung mỗi năm giữa Philippines và Mỹ đang bị đe dọa khi Philippines tuyên bố rằng họ đã gửi tới Đại sứ quán Mỹ tại Manila thông báo chấm dứt thỏa thuận VFA, Hiệp ước quân sự 20 năm cho phép các lực lượng Mỹ hiện diện trên đất Philippines. Manila thông báo lộ trình chấm dứt thỏa thuận là 180 ngày, trong đó hai bên vẫn có thể cứu VFA bằng các cuộc đàm phán. 180 ngày là khoảng thời gian đặt ra câu hỏi liệu Philippines có thực sự quyết định chấm dứt VFA hay không, hay chỉ đơn giản là cố gắng đạt được đòn bẩy trong việc đàm phán vì lợi ích của mình trong liên minh. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin trước đó nói rằng việc Mỹ và Philippines ký kết các hiệp ước phòng thủ lẫn nhau vốn là nền tảng của liên minh 69 tuổi giữa hai nước sẽ là vô ích nếu không có VFA. Hơn nữa, liên minh cung cấp cho Philippines hỗ trợ quân sự về ứng phó thảm họa hàng hải và các hoạt động chống khủng bố. Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã nhiều lần đe dọa kết thúc thỏa thuận. Vào cái ngày Philippines loan tin chấm dứt VFA, báo chí cũng đưa tin trong một bài phát biểu, ông Duterte đã chỉ trích Mỹ về việc hủy visa Mỹ của một trong những thượng nghị sĩ đồng minh chính trị của ông là ông Ronald De La Rosa. Ông De La là cựu chỉ huy cảnh sát quốc gia trước đó nói rằng thị thực vào Mỹ của mình bị hủy vì ông bị cho là liên quan đến vụ bắt một thượng nghị sĩ thường xuyên chỉ trích ông Duterte. Ngoài ra, theo như lời ông Salvador Panelo, người phát ngôn của Duterte, thì nhà lãnh đạo Philippines cho rằng đã đến lúc nước ông cần độc lập hơn về quốc phòng. Vâng ạ, chính quyền ông Duterte đã quyết định chấm dứt VFA với Mỹ. Vậy thì đó có phải là một quyết định đột xuất hay không ạ, thưa nhà báo? Tôi không nghĩ rằng đó là một cái quyết định đột xuất. Tại vì trong thực tế mà nói, dù những người mà làm cái công việc như của tôi, đó là theo dõi cái tình hình thế giới vân vân, thì cái điều này nó đã được báo trước rồi. Báo trước gần nhất là ngay cái hồi đầu tháng Giêng năm nay. Thì lúc đó phía Mỹ ra cái thông báo là sẽ không cấp visa cho một cái ông cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines. Thì vào đầu tháng Giêng đó, thì ông Tổng thống Duterte ông mới lên tiếng, mà ông lên tiếng rất là giống như rất là cái phong cách của ông. Xin lỗi là ông có dùng cái chữ trong tiếng Anh mà nếu mà dịch ra tiếng Việt là có chữ thầy đó. Thì ông nói rằng dẹp cái đồ bà chấm đó này, bà dẹp cái đồ đó đi. Bằng không là tôi dẹp cái kia. Thì trong đó có chữ cái động từ chữ thề đó. Tức là ông đã cảnh báo rồi là dẹp cái quyết định hủy visa ông kia đi. Thì vấn đề mình, rồi từ hôm bữa đó cho tới cái ngày 11 tháng 2 là cái ngày mà ra, thì ngày nào báo chí Philippines cũng loan tin rằng bây giờ như thế này, như thế kia, ông này tuyên bố thế này, ông này tuyên bố. Đó, điều đó không có gì là ngạc nhiên hay là bất ngờ cả. Dạ vâng ạ. Như vậy thì cái lý do dẫn đến quyết định của Manila là gì ạ thưa ông? Thì bây giờ chúng ta thấy cái vụ này là trên bề nổi, ta phân tích cái bề nổi trước đó. Là 7 điều đầu tiên của cái thỏa thuận đó, 7 điều đầu tiên nó liên quan tới gì? Là cho phép quân nhân của Mỹ và nhân viên của Mỹ được đi vô Philippines mà không cần thủ tục visa, miễn visa và vân vân. Trước 7 điều. Thứ hai nữa là
đó là được miễn trừ những cái mà ra tội phạm, ra tòa gì tội phạm ở trong đó. Thành ra tôi thấy như thế này, có một số bài báo thì đưa lên một cái nhìn rằng là cái ông Duterte ông có lý, tự vì dân chúng của ông là không ưa những cái lính Mỹ mà qua xứ Philippines rồi vi phạm tới nhân phẩm của người dân Philippines. Nhưng mà đó không phải là cái vấn đề lớn nhất ở trong đây, và nó tạo ra một cảm giác là vấn đề này quan trọng, cái chuyện đó mới là quan trọng. Không, cái đó, tất cả đó tôi nói thật, tôi không dám nói nó là tin giả, nhưng mà mấy cái đó là làm chia trí những cái vấn đề khác lớn hơn. Dạ vâng ạ. Và ông cũng có vừa nhắc tới đó là cái việc Mỹ hủy bỏ visa của một quan chức Philippines như một trong những nguyên nhân mà khiến cho Manila chấm dứt cái thỏa thuận với Mỹ. Mà chúng ta cũng thấy rằng là cái việc hủy bỏ visa của một quan chức không phải là một chuyện nhỏ. Thế nhưng mà có đến mức nghiêm trọng phải như vậy hay không ạ? Không, tôi nói như thế này. Thì như cái chuyện đó bây giờ, đó là một ông nghị sĩ thôi. Mà Philippines có tới mấy chục ông nghị sĩ. Thành ra chuyện cấm cản ông này thôi, không cho ông này vô. Nhưng mà cái chuyện hủy cái đó, nó lại có ý nghĩa khác. Là báo trước rằng là cái tòa án hình sự quốc tế đó sẽ xử ông này. Thành ra chúng ta thấy rằng cái vụ này có một cái giải thích khác nữa. Là khi mà đe dọa ông nghị sĩ cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia kia, tức là đe dọa tới ông Duterte. Tại vì ông Duterte mới là người chủ trì cái chiến dịch mà gọi là bài trừ ma túy bằng khẩu súng không xét xử. Đó là những cái giải thích trên bề nổi. Nhưng mà cái chuyện đằng sau nó lại là lớn hơn đó rất nhiều. Dạ vâng ạ. Như vậy thì cụ thể thực chất là vấn đề dẫn tới quyết định của Manila là gì ạ? Bây giờ chúng ta nhìn lên cái bản đồ này chúng ta sẽ thấy. Có 5 căn cứ quân sự. Cái đồn Magsaysay trên cách thủ đô Manila khoảng 30 cây số. Cái căn cứ Basa, căn cứ Mactan Benito, không quân, căn cứ Lumbia, căn cứ Antonio Bautista. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Tại vì nếu hủy cái hiệp định thăm viếng, tức là sẽ có ảnh hưởng tới những căn cứ này đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn nhà báo Danh Đức rất nhiều. Và chúng ta thấy rằng là vấn đề khá là phức tạp, và theo chúng tôi thì phức tạp là bởi vì nó diễn ra trong bối cảnh là có sự cạnh tranh giữa các nước lớn trong khu vực, và bối cảnh này cũng không khác nhiều so với thời điểm VFA ra đời. Liên minh Mỹ-Philippines được sinh ra thông qua Hiệp ước Phòng thủ lẫn nhau năm 1951, dựa trên mối quan hệ đối tác sâu rộng và rộng khắp giữa hai nước. Còn VFA thực tế là sản phẩm của sự tranh chấp trong liên minh trong quá khứ. Năm 1991, Thượng viện Philippines đã bỏ phiếu không gia hạn thỏa thuận cho lính Mỹ lập căn cứ tại nước này. Quyết định đã dẫn đến việc đóng cửa căn cứ hải quân Vịnh Subic, buộc lính Mỹ phải rút hết khỏi Philippines. Tuy nhiên, các lo ngại tăng cao về an ninh ở Biển Đông vào giữa những năm 1990, cũng như tốc độ hiện đại hóa chậm chạp của các lực lượng vũ trang Philippines, đã buộc Manila phải hồi sinh các quan hệ quốc phòng với Washington bằng cách ký kết VFA năm 1998. Thượng viện Philippines chính thức phê chuẩn VFA vào năm 1999. Để tránh ấn tượng về việc các lực lượng Mỹ đồng trú vĩnh viễn ở nước này, Thượng viện Philippines nhấn mạnh đến tình trạng thăm viếng tạm thời của quân Mỹ phù hợp với quyết định năm 1991 của họ về việc bãi bỏ các căn cứ quân sự của Washington. Như vậy, việc chấm dứt VFA sẽ đưa Liên minh Mỹ-Philippines trở lại đầu những năm 1990, thời điểm Liên minh vẫn tồn tại nhưng bị ngăn cản bởi sự thiếu vắng sự hiện diện của quân đội Mỹ để tạo điều kiện cho sự hợp tác, khả năng tương tác và xây dựng năng lực tạo thành một phần cốt lõi của sự hợp tác Liên minh. Tuy nhiên, liệu ông Duterte thực sự sẽ xóa bỏ VFA? Trong hầu hết các phát biểu công khai, ông Duterte tỏ ra nghiêm túc và cương quyết muốn hủy bỏ thỏa thuận quân sự với Mỹ. Song, các nhà phân tích đã chỉ ra những lý do khiến ý định này nói dễ hơn làm. Vâng ạ, liệu rằng là ông Duterte có thực sự sẽ xé bỏ VFA không thưa nhà báo? Chúng tôi thấy là bối cảnh ngày nay không khác nhiều so với thời điểm mà Manila đặt bút ký VFA. Thì bây giờ thôi, trở lại cái ý mà cái thời điểm mà ký cái thỏa thuận VFA đó là 1999. Tôi nhớ như thế này, năm 1999,
1991, cái ngọn núi lửa Pinatubo bên Philippines nó bùng nổ ra, thì khói và bụi nó bay cho tới thành phố Sài Gòn luôn. Nhưng mà sẵn cái vụ đó thì lúc đó cả tràn cái xứ mà cái xứ Philippines này ngập ngụa trong bụi, có chỗ vậy cái bụi tro tro của núi lửa nó dậy cả tắt, thì nó phủ lên những cái căn cứ không quân Clark và cái căn cứ Subic của Mỹ ở tại Philippines lúc đó, lúc đó còn là căn cứ Mỹ nha. Thì mấy ngày sau thì phía phượng diện Philippines nói thôi đóng cửa mấy căn cứ này luôn đi. Thì Mỹ cũng nói ôi bụi quá ở đây làm không được, thôi muốn nghỉ thì nghỉ. Thế thì lúc đó là chúng ta thấy là tự vì cái chiến tranh lạnh ở đây, khu vực này nó hết rồi, thành ra không ai có nhu cầu ở đây nữa. Đó là 1991 cho tới 93. Nhưng mà tới 99 lúc đó bắt đầu ở đây cái sự phát triển của cái khu vực này trên này xuống nó nhiều rồi. Lúc đó Mỹ mới nói không được, mình phải trở lại. Thì lúc đó mới đẻ ra cái gọi là cái bối cảnh của cái hiệp, cái thỏa thuận mà thăm viếng đó. Thì đó là cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Dạ vâng ạ, như vậy thì đối với Mỹ VFA có ý nghĩa như thế nào ạ? Cực kỳ quan trọng. Tôi nói rằng cái thỏa thuận này nó có rất nhiều điều. Điều 1 cho tới hết cái điều 7 thì nói rằng như nãy tôi nói, nó cho phép vô mà không cần thị thực nhập cảnh cho những người dân, nhưng mà những điều đó không quan trọng. Cái điều thứ 8 này mới là quan trọng. Cái phần đoạn 1, máy bay mà điều khiển bởi hay là cho cái Hoa Kỳ, cái lực lượng Hoa Kỳ có thể vào nước Philippines cho tới khi được phê chuẩn của bởi chính phủ. Tức là khi chưa phê chuẩn anh máy bay của Hoa Kỳ hay là đi cho để cho Hoa Kỳ sử dụng thì cũng sẽ được cho vào. Cái khoản 2 của cái điều 8, tàu bè mà điều khiển bởi Hoa Kỳ hay là cho Hoa Kỳ cũng sẽ được vào Philippines cho tới khi có sự phê chuẩn ở nhà nước Philippines. Tôi nói thật cái điều này mới là điều tối quan trọng. Thì chúng ta thấy rằng năm 1991 như thế này rồi, Mỹ ra khỏi đây. Không ra, không ký thêm cái một cái hiệp định đó là thuê căn cứ. Lúc đó Philippines đòi 300 triệu đô la. Mỹ nói, phía Mỹ với bạn nhau tôi không xài, chi tốn. Nhưng mà tới 99, người ta mới thấy rằng nha, rất là nguy hiểm nếu không có căn cứ. Thế thì mới ký cái này để anh chi. Cái người vô thì dễ rồi. Người vô xin lỗi chỉ có cái bất quá cái vỏ xách tay thôi. Nhưng mà cái tàu vô, cái máy bay vô mới là cái quan trọng. Mà theo cái điều, cái khoảng 1 và khoảng 2 của cái điều 8 đó là máy bay bay cho nước Mỹ hay là của do nước Mỹ bay hay là tàu do nước Mỹ lái hay là cho phục vụ cho nước Mỹ được vô Philippines, xin lỗi. Không có để cái sự giới hạn số lượng. Một chiếc vô cũng được mà 100 chiếc vô cũng được. Và tôi nói Việt Nam cũng có một số cái thỏa thuận thăm viếng với các nước khác. Nhưng mà trên cơ sở là một năm anh A anh vô tôi thăm tôi 2 lần, hay anh vô thăm tôi 1 lần. Chứ không có sự vô định như cái điều 8 của cái thỏa thuận này. Thành ra chúng ta thấy cái thỏa thuận này thật ra nó là một cái hiệp định trong một kép mở cửa lại 5 các căn cứ Mỹ ở đây. Và tới 2016 xây 5 căn cứ cho nó hiện đại. Và xây xong thì ông Duterte thắng cử năm đó. Thế chúng ta thấy rõ ràng ông Duterte ông làm cái gì trong 3 năm rưỡi qua. Khi ông hô tôi không chơi với Mỹ, tôi không có ở trong cái hiệp định với Mỹ, vân 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 vân. Thì rõ ràng là ông Duterte ông đang đi tới cái điểm cuối cùng của cả một cái chính sách là giải tán những cái quan hệ quân sự với Mỹ. Bây giờ người ta nói rằng bây giờ ôi còn cái hiệp định hỗ tương quốc phòng giữa hai nước, hiệp định tăng cường hỗ tương quốc phòng. Ta phải nhìn kỹ, nếu cái thỏa thuận thăm viếng này mà nhất là cái điều khoản điều 8 khoảng 1 và khoảng 2, máy bay và tàu bè Mỹ ra vô bất tận
khỏi cần gì xin phép. Mà không còn hai cái điều đó thì các hiệp định lớn cái kia cũng vô ích. Bất quá anh vô đi vô xách cái vỏ xách tay rồi cây gậy gỗ anh vô anh quýnh thôi. Còn cái tàu nó không được vô. Máy bay không được vô, thành ra cái đó mới là cái quan trọng. Đó là cái điều mà phía Trung Quốc nhắm tới. Trung là cái này nhất là cái căn cứ Antonio này nè. Xin lỗi với ở đảo Guam nằm đây. Bay xuống đây trong vòng 4 tiếng đồng hồ là đầy cái căn cứ này 100 chiếc máy bay rồi. Thành ra Trung Quốc không muốn cái này. Và chúng ta thấy rằng 3 năm rưỡi qua ông Duterte, ông làm tất cả, ông nói này nói kia rồi cuối cùng cái ngày 11 tháng 2 ông nhấn ga rồi cắt cái cục. Giờ khỏi còn, khỏi cái chuyện người ra người vô thành vấn đề. Mà tàu ra tàu vô mới là thành vấn đề. Thành cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. À, vâng ạ, vậy thì còn các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì sao ạ? VFA có tác động gì? Và như ông đã biết thì việc Mỹ thực hiện VFA không đơn thuần chỉ là hiện diện ở Philippines ạ. Bây giờ tôi nói như thế này, người ta phải có nhiều cái vấn đề này phải nó mở lớn hơn lắm. Thì cũng cái ngày 11 tháng 2 khi mà phía Philippines chuyển cái công hàm đó, tôi kết thúc cái đó nha. Thì ông Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, thì ông mới tuyên bố không có cái VFA này thì chúng ta cũng có những cái VFA khác, quân đội Philippines không có chết đâu. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ông Tổng Tham mưu trưởng này mới được bổ nhiệm hồi tháng Giêng nha. Tức là tôi nói xin lỗi, trong cái hậu trường chính trị đi, không bao giờ có những cái gì mà nó một cái rục. Khi mà tháng Giêng khi bắt đầu đưa Duterte mà ông đe dọa giải tán cái này à nha, thì ông cũng chuẩn bị rồi. Xin lỗi, cái xứ Philippines, xứ mà tôi nói thật, từ khi tôi mở mắt ra tôi biết nó, xứ nó có cái khiếu, năng khiếu đảo chánh. Thành ra khi mà ông tính toán cái chuyện này, thay đổi tướng tổng thống môi trường, thì nói vậy là hiểu là để làm cái gì rồi. Thì bị ông tổng thống trưởng nói mà cái ngày mà cắt đứt cái này, loan báo cắt đứt, ông mới nói không sao, không có này thì có cái máy bay khác. Chúng ta có cái thỏa thuận thăm viếng với Nhật Bản, chúng ta có thỏa thuận thăm viếng với Úc. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ vấn đề, cái thỏa thuận thăm viếng với Nhật Bản bất quá tàu Nhật năm xuống 2-3 lần hết, tàu Úc một năm cũng vô 5-3 chiếc hết. Mà để trấn áp được cái này hay là để đối phó được cái này thì chỉ có một cái lực lượng nào khác lớn hơn nhiều. Thành ra chúng thấy cái VFA mà với nước Úc hay nước Nhật nó không có ý nghĩa. Thành ra cái cách nói của ông Tân Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines là một cách nói để mà nói. Thường ra thấy tình đó, ta thấy cái cục diện đây, để ta nói phe nào với phe nào nhé. Đây đang là một sự tranh chấp ảnh hưởng. Thì đây có một cái lực lượng nằm đây, thì phía bên kia cũng phải có một cái lực lượng sẵn sàng tại đây. Thì bây giờ cái lực lượng đó không còn ra vô đây được nữa. Từ người cho tới phương tiện, tàu bè, máy bay, thì coi như cái lực lượng này không còn một cái chỗ, cái phản lực ở đây nữa. Mà giờ chúng ta thấy vấn đề này, với cái vô trong cái chính trường của Philippines, tức là những cái ngày, cái tuần lễ trước cái khi mà đưa ra cái quyết định đó, ở quốc hội Philippines đã có những cuộc là đối chọi nhau rất là rõ rệt, mà lộ hết chân tướng của nhau ra. Thì ngày thứ ba là cái ngày phía Philippines công bố cái này, thì ngày thứ năm trước đó ông Bộ trưởng Ngoại giao Locsin, ông vô thượng viện, vô cái tiểu ban đối ngoại, ông nói giải thích. Tôi nói giờ nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao hôm nay tới đây là để giải thích và để lắng nghe, chứ Bộ Ngoại giao không đưa ra cái ý kiến của mình là nên bỏ hay không nên bỏ. Thượng viện cứ việc biểu quyết, nhưng mà trước khi biểu quyết hay nghe tôi giải thích. Ông ta nói một cái điều này, tôi nói đây là cái chuyện chính trị của nó. Bây giờ Bộ Ngoại giao tôi là cái gì? Bộ Ngoại giao tôi là cái nắm đấm. Cái nắm đấm nằm trong cái găng, mà cái găng đó là Bộ Quốc phòng. Bây giờ
Tôi phải nói rằng như thế này, trong mấy năm qua, ông nói thẳng ra, ông nói rằng Mỹ đã viện trợ chúng ta bấy nhiêu, bây giờ tính ra thành tiền cũng khoảng 300 mấy mươi triệu đô la. Bây giờ cái đó ông là, ông lộ luôn, ông thẳng luôn, Mỹ đã làm cái điều đó cho chúng ta. Thậm chí giờ cái cuộc chiến mà chống khủng bố ở cái thị trấn Marawi mà do cái phe Hồi giáo vào cuối năm 2016 thì không có nước nào vô, nó chỉ có lực lượng đặc biệt Mỹ vô cùng tham chiến với chúng ta. Còn mấy nước khác nói bằng mồm thôi mà. Bất qua gửi qua 3.000 khẩu AK rồi chấm dứt. Thì rõ ràng thế, chúng ta nghe cái cuộc điều trần như thế thì chúng ta hiểu ông Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông muốn cái gì và ông tỏ ông đang cái gì. Có thấy vấn đề đó chưa? Thế thì ở đây vấn đề đặt ra, ông tại sao ông ta phải xuất tướng, xuất diện ra như, xuất đầu lộ diện như thế? Rồi ngày hôm sau là ngày thứ sáu, ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Lorenzana cũng ra trước cái tiểu bang này và nói rõ, cái này là sinh tử với mình nha. Tự nhiên nếu không có cái này thì mình khó tồn tại. Tức là trong hai ngày mà chỉ trước cái quyết định kia có 3 ngày thôi á, tại làm sao Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đều cùng ra trước cái tiểu bang đối ngoại mà để giải thích điều đó. Bây giờ những người mà ở phía một phía bên nào đó sẽ nói, ôi cái ông lốc xịn này ông nói ông kể rằng Mỹ cho cái này, Mỹ cho cái kia. Thật ra là cái trá hình của cái sự cho phép đặt căn cứ. Cái mà tôi nói cái hồi nãy cũng hỏi tôi về cái thỏa thuận năm 1999 đó, cho phép thăm viếng và lập như này. Thì thay vì có một cái hiệp định thuê căn cứ chính thức là tốn mấy trăm triệu cái hiệp định đó, thì ông Lốc Sinh đó, 4 năm qua Mỹ đút vô bao nhiêu cái máy bay. Và cái ngày hôm thứ 3 mà 1 tháng 2 á, tôi nói Mỹ phản ứng hơi chậm. Ngày hôm đó phía Mỹ, tôi sẽ gửi qua cho anh nha, 2 tá trực thăng vũ trang Cobra. Muộn rồi. Mà vấn đề không phải là ở chỗ bây giờ có gửi cho 20 tá trực thăng Cobra thì ông Duterte ông cũng sẽ hủy cái thỏa thuận đó. Thành ra chúng ta ở đây cái canh bạc này là nó quá lớn. Một bên là đang có một lực lượng mà chúng ta dùng gọi cái cách nói chúng ta là đồn trú tại những cái đảo lấn chiếm xây dựng trái phép. Còn một bên là tôi có thể hôm nay cái căn cứ tôi trống nha, nhưng mà ngày mai thì tối nay 100 chiếc nó chặt bay tới đây à. Hai cái lực lượng nó đang đấu kháng với nhau chỗ này. Thành ra vấn đề tôi thấy, cái vấn đề đây là nó tác động rất lớn. Khi cái này không còn là một cái cơ sở hạ tầng cho một cái sự lực đối kháng ở đây, thì rõ ràng đây là vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống ở đây. Bây giờ tôi nói thí dụ nhé. Những khi mà đang có những rắc rối lớn ở đây thì chúng ta đọc báo cho ta thấy tàu sân bay đó của Mỹ tới thả neo ở đó thăm viếng, nhưng mà có cái anh chàng đó thăm viếng cùng với cái đoàn tùy tùng của nó thì nó là một sự hiện quân sự để mà thôi có muốn gì thôi cũng bữa khác nữa. Bây giờ không còn sự những sự thăm viếng đó thì chỗ này ai muốn làm gì làm. Cái đó là cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Dạ vâng ạ. Như vậy thì như nhà báo phân tích thì có phải là cái hậu quả sẽ rất là lớn nếu như Manila chấm dứt VFA, có phải không ạ? Thì bây giờ tôi nói như thế này. Đây, trong cái mà cái bài diễn văn điều trần của ông Bộ trưởng Lộc Xin, ông nói vấn đề bây giờ đây tôi dạ hủy cái này rồi. Nhưng mà cái chuyện bây giờ đàm phán cái cách hủy nó sẽ là rất là nhiều khê. Tự sao? Rõ ràng là ngay bản thân Bộ Ngoại giao Philippines và Bộ Quốc phòng Philippines cũng không muốn giải tán cái thỏa thuận đó. Thành ra họ sẽ làm thế nào?
tìm cách như thế nào để có thể lách luật thêm chút xíu. Còn lách bằng cách nào thì cái đó là do cái sự suy nghĩ của họ, tôi chưa có biết được. Nhưng mà rõ ràng như thế thì câu hỏi đặt ra là liệu ông Ngoại trưởng Luxin này có còn ở cái vị trí đó trong 6 tháng tới nữa hay không? Liệu ông Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana này sẽ còn ở trong cái ghế đó trong 6 tháng tới nữa không? Hay là cái chính trường Philippines sẽ yên ổn nữa không? Thì chúng ta thấy 6 tháng tới sẽ còn nhiều vấn đề. Vâng ạ, xin được cảm ơn nhà báo Danh Đức rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Thưa nhà báo và thưa quý khán giả, Manila và Washington có 180 ngày để tái đàm phán về VFA trước khi thỏa thuận hết hạn. Những chỉ trích thường xuyên của các nhóm hoạt động xã hội trong nước đối với VFA và nhiều nguyên nhân khác có thể khiến cho Tổng thống Duterte tìm cách điều chỉnh các điều khoản của thỏa thuận. Song ông Duterte được tin là khó có khả năng vĩnh viễn khai tử VFA vì sự phản đối nội bộ cũng như là các quan ngại chiến lược sâu rộng hơn. Và ngay cả khi VFA bị chấm dứt, điều đáng chú ý là liên minh rộng lớn giữa Mỹ và Philippines vẫn sẽ có chiến lược để tồn tại. Và đến đây thì chương trình Vấn đề Quốc tế của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.